Miss Ren, má tráng trộn, hóc môn. Dễ quá trời nè. Hãy chụp con bé. Xin đẹp đi công ty, mấy bà nhảy vô đây bà làm bán giùm xin đẹp luôn. Bỏ gì vô rồi? Thì chị bỏ rau răm vô nữa thôi. Rau răm đủ không cơm? Rau răm cũng xài được rồi. Nhiều quá, ớt cay phải không? Có, bỏ mấy nhiêu ớt rồi đó. Bà muối, mày muối nhiêu, 20 hả? Dạ, muối chưa? Bỏ cho nó 2 cục. Muối chưa? Không ăn đậu, không ăn đậu. Không ăn đậu không? Có hành vi thôi. Có cái này. Phi chưa chị? Để ăn phi kìa, cái rổ kìa. Trong cái rổ đó. Thành phi cha. Nó có đem điện thoại theo đâu. Vô nhà tắm chứ. Rồi mình đậu xài nữa được rồi. Nước cắt nữa rồi. Nè, nước tắt lên này nè. Cái mũ. Nãy chị cha 2 mũ rồi đó. Rồi phải không? Rồi phải không? Không được rồi chị, trời 20.000 ra nhiều đó chị. Trời lộ vốn bé. Chị có muối chưa? Chị nãy chị bỏ muối nhiều không? Cho chị bỏ chị muốn em coi coi muối nhiêu đâu. Có gì phải không? Rồi 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 nặng đó. Có nặng cắt vô không? Nước cắt thôi nè. Nước cắt thôi phải không con? Nước cắt ớt cay phải không? Rồi đâu răm luôn. Thấy nè. Răm được thấy rồi chị. Cúc qua bé hả? Với ba chỗ bánh tráng là cũng tuyệt vời luôn. Ồ, vậy không làm đâu bị sướng nè. Quên. À, trời ơi. Ba nhà, chị nhà hai vợ chồng hay ăn bánh tráng lắm. Đó là bé. Vợ là vợ của em trộn không? Ớ chị cho mấy muỗng rồi. Dạ, thì nó nghĩ. Không, hồi nãy chị cho sao để em nhắm này em biết liền. Cho 2 cục vậy đó. 2 cục vậy phải không? Ừ, tại mình hốt ra cái bịch kia rồi đó. Rồi. Dạ đúng rồi. Để hai với bà. Khô bò là phải xé ra nha mọi người. Nó dính khô bò khách hàng đang bị cứng. Ok. Chị bà nghe đi mở đi cho. Không bỏ xài. Cuốn nữa. Không bỏ xài, bỏ xài, bỏ xài. Quá nhiều. Cái này không có biết nha, không biết tàu nha. Quay cầm lại này đúng rồi. Là sao? Ừ. Ấy cầm ừ. Tại nhà không? Cầm cho cầm ngược nó mới ghê chứ. Cái cuốn nè. Cái cầm sao? À vậy hả? Hay. Dễ nhẹ với ba ăn đó mọi người, với ba không có làm xài. Cái giờ ngô găm nhiều cho bé miếng ngô găm. 20 hơi lỗ nha mọi người. Giờ đâu có mưa chứ nóng quá nóng rồi. Quấn cái bao lại. Cái ngày này của em mà tự nhiên không làm em quên. Rồi cho đũa. Rồi, ok. Đũa. Của mình là 30 á. Tính luôn tiền trộn. Tiền công trộn 10.000. Rồi bây giờ nghe cái mùi ớt của mùi sa tế rất là ngon luôn. Là bé ba sẽ làm thử một thằng tay của cô bò đi. Không có bò không có được. Thế ba làm cái mới nha mọi người. Đây bánh chén mọi người. Bên đây nè chị, mấy cái hùng nè, mấy cái hùng mũ nè.
cho mình chờ đợi chú Lết là đi công việc, chúng ta sẽ tự làm như này. Này là ớt. Nói chuyện nấu nó đang vậy, bé không ăn khô nha mọi người. Nó không ăn búa, ăn gì hết trơn á. Cái tỏi, cái ớt nó thơm đó nha mọi người. Cái ớt nó thơm đó nha. Bé Silet nói là cái nước bắc nghĩa là hàng thánh, nên bé ba sẽ thử cho mọi người. Rớt cơm đó. Đừng muốn. Anh gán hơi nhiều. Nó đang chín cốt cho mọi người nha. Nó có nước bắc vô nó mềm rồi mọi người thấy không? Nó tè cái bánh chén xuống liền. Cái muối rất là cao luôn. Cho mình chờ đợi Silet này, bé ba tự làm cho mọi người. Để tôi lấy tính nha. Tỏi phi nè. Thôi không, tỏi phi em hết ăn nguyên hỷ vậy thôi. Bây giờ để ta sẽ lấy cái bao cút vô. Cút vô đấy, mình lột tỏi vô. Mình phải lột cái cút cho mọi người cho nó ngon. Dai rồi tên chú đế tha sa mi rồi vô cái đồ làm gì vậy đây ngồi cái chuyện đó ngồi cái này cái băng bò mà cái đây ngồi luôn đâu có vậy đó biết quen biết friend bánh tráng trộn hot bomb dễ quá trời nè. Mới chụp một bịch cái tôi này giờ cô bán không tôi chọn với cô này tôi thử có làm sao, nhưng mà điều là cái lượng cái ớt này là sa su lép hả, cô ớt này cưng tự nấu hay là cưng mua mua hả? Ừ. Còn muối có không tâm muối sao hả, muối cũng mua luôn phải không? Đây bây giờ chị lột hai trứng, chị lột mấy trứng kia trứng này em bán loại muối ngon rồi lấy bao đi, bằng cái bao bỏ vô coi. Thôi như đó đủ rồi má. Rồi bỏ vô coi chẳng thử là ngon không? Để chị chọn cái án rồi. Quắn vô, không có để vậy được. Quắn vô, cuốn vô, ừ. Nó không có dính bao của khách, nhớ chưa? Nhớ không? Rồi để vào nè, cuốn thôi, để cái tay vậy nè, đó. Hốt vô, bỏ vô vậy nè. Em để em chọn ăn cho ngon. Cưng trộn mới ngon. Ừ, sao để em chọn. Nè, rồi để lên, cưng để cái bao là cũng biết trộn rồi mà nó ngon. Phải để cái bao như vậy nè, hiểu không? Rồi mình cập lại thì cái bao nó không có dơ, khi mà khách cầm vô không có dơ tay của khách, hiểu chưa? Làm vậy đó. Rồi vậy nè, được chưa? Được, 10. Nhiêu? 10. Vậy là 10 hả? Ừ. Hồi nãy cái chị gì có gì bán nó bỏ gô, cuốc đồ. Ba bịch như vậy á, 20.000. Ai vậy? Nè. Vậy không được thôi, chị nhào vô luôn á. Chị gắt khăn với đũa coi, vậy là 10.000 hả bé? 2-3-9 cút á. Đi qua đây với chị cầm điện thoại với chị. Chọn ai? Để chọn 20 rồi Tấn. Qua xin quay coi. Hai bao luôn mà.
tới Simlet. Mình đánh quay ạ. Bây giờ tới Simlet là du khách. Đổi vô đi, đổi vô. Làm sao mặn mặn. Mặn nó muốn hết rồi, ơi mặn lắm. Đó thấy không? Tự mình chọn cái gì nói mặn thấy không? Thôi tại tôi. Thôi. Bánh gì vậy? Ủa sao em không mua bánh tráng kia lát? Bánh tráng nào anh? Bánh tráng dạng dẻo quá. Em mua bánh gà đi anh. Ăn. Trộn mới ngon. Anh thấy bánh dẻo quá mới ngon em nói. Bánh tráng trộn phải không vợ? Phải tỏi vợ? Có gì cho đó. Con biết cái mặt trời riêng cái vô kêu măng thọt quá vậy trời. Nhớ đẹp. Ngồi có ai bánh tráng ngồi măng thọt vậy không? Mà không sao chịu nổi. Mẹ à. Mẹ xào trứng. Nãy giờ làm ăn cái gì rồi? Ai gọi rồi? Mẹ gọi con hả mẹ? Đâu? Ủa điện đâu? Điện có bắt máy bây giờ. Đi. Để họ sẽ điên thôi. Đây làm xỉn luôn rồi đó. Đặt kiểu luôn. Ăn chua không con? Ủa nữa không? Đang bán rồi, thôi bán đi, còn tắm từ từ người ta tắm. Ủa mà nó thành đồ. Quỳnh đi. Rồi. Còn cái đồ che đâu? Mẹ. Con che sao? Mẹ nè. Ủa sao con che? Ủa che dầu đâu ta? Cái miếng bê tông, cái miếng đồ che đâu rồi? Dạ. Cái đồ che đây đâu rồi? Bà với trai lấy rồi. Bà với trai lấy. Ủa sao em không làm luôn mỡ hành luôn một lần? Không. Thì nó mới ngon. À. Lạnh lắm. Có không? Tại tự trộn không đến nó tự em trộn ra không muối nào mà nó không có bị mặn rồi chị bỏ hơi lố tay xíu chứ em làm gì vừa ăn mà